có khoảng 40 cây đang nở hoa đúng Tết. Và đây là một cây như thế. Vòng gốc cây này khoảng 60 cm. Và mấy cây đằng kia cũng vậy. Cây có tán khá là khủng. Cây này nó có tán xuất phát của những cái cành ở phía trên cao, và khi mà ra phía đuôi cành thì nó rủ xuống. Đi lùi về để thấy được cái tán khủng của cây này. Một cây mai như một cây cổ thụ.